Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vào tháng 6 năm ngoái, dư luận rúng động khi Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét kỷ luật ông Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến, cựu thượng tướng nhân vật được xác định là phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của quân chủng Hải quân và phải chịu trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng giống như tất cả các vụ cần Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp kiểm tra. Từ trước đến nay cơ quan này chỉ loan báo những vi phạm còn đến mức độ nào thì phải xem xét kỷ luật về mặt Đảng chờ Bộ Chính trị Ban Bí thư xem xét chứ không mô tả ông Hiến nói riêng và các cá nhân trong thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nói chung vi phạm những gì. Sau khi Hiến bị khởi tố vào hồi tháng 10 năm 2019 vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, giữa tháng 3 năm nay bị truy tố mới có thể xác định được ông đã tham gia chuyển nhượng ba mảnh đất quốc phòng thành tài sản của một số doanh nghiệp khiến cho công quỹ mất gần 1.500 tỷ đồng. Có một điểm cần đáng chú ý là vi phạm của ông Hiến xảy ra vào giữa thập niên 2000. Sau khi quy hoạch ông được lựa chọn làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, từ đó đến sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 thấy cần phải kiểm tra là tròm chèm 15 năm. Mảnh đất quốc phòng mà về bản chất là công thổ kèm theo nhiều công thự trên đó đã bị chuyển đổi hóa quyền sử dụng đất không nằm ở vùng sâu vùng xa, miền núi mà là tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong suốt 15 năm ấy không có một cá nhân hay cơ quan hữu trách nào trong Đảng muốn kiểm tra. Đó chính là lý do sau khi công khai thực hiện các vi phạm mà mãi đến năm ngoái mới bị xem là đến mức cần phải kỷ luật. Ông Hiến lúc ấy là tư lệnh quân chủng Hải quân, được quy hoạch làm thứ trưởng Quốc phòng rồi vinh thăng phó đô đốc lên tương đương với trung tướng lên đô đốc tương đương với thượng tướng đồng thời tiếp tục được quy hoạch làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 11 kiêm ủy viên ủy ban đặc trách các vấn đề quốc phòng và an ninh thuộc quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong thông báo Kỳ họp thứ 44 của Ủy ban Kiểm tra và chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam và loan báo rộng rãi ngoài chuyện thấy cần phải đề nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khai trừ ông Hiến khỏi cơ quan đảng cơ quan này còn xem xét vi phạm của ông bí thư Đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn than khoáng sản Việt Nam. Các cơ quan khác cũng giống như ông hiến, những vi phạm của các cá nhân đã bị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khiển trách cảnh cáo khai trừ Đảng hoặc thực hiện các đề nghị bộ chính trị ban bí thư tiến hành xem xét quyết định hình thức kỷ luật trong Đảng đều liên quan đến quan điểm tiền đất và công tác cán bộ giống như ông Hiến, đa số vi phạm đều xảy ra từ lâu, tính chất mức độ vi phạm đều có dấu hiệu nghiêm trọng, nhưng Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành Quân Đảng Cộng sản Việt Nam không biết thiệt hại, không giải thích vì sao mới kiểm tra. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, kiêm Chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề cập đến việc lựa chọn sắp xếp nhân sự cho hệ thống chính trị, công quyền từ cấp xã phường trở lên đến cấp trung ương để bảo đảm. Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 thành công tốt đẹp. Giống như các đại hội đảng trước đây, chỉ đạo của ông Trọng không có gì mới. Công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ khoa học nhất quán, đảm bảo sự công tâm thật sự công bằng trong sáng khách quan, kể cả dùng hai từ đặc biệt để tăng tính thuyết phục. Đặc biệt là phải có con mắt, tiền đề cho việc giới thiệu đánh giá lựa chọn cán bộ, khẳng định đó là nhiệm vụ đặc biệt Quan trọng liên quan đến sự sống còn của đảng Nếu hiểu đặc biệt là hiếm hay ít nhất Còn có một con mắt tinh đời trong việc giới thiệu đánh giá lựa chọn cán bộ phải rõ ràng Chẳng có gì đặc biệt Điểm duy nhất có thể xem là đặc biệt ở chỗ quy hoạch nhân sự Theo kiểu như đã biết Chỉ chọn ra toàn những vấn đề như ông Hiến vào tất cả các vị trí Xong ông Trọng đã không muốn thay đổi Vẫn xem đó là yếu tố sống còn của đảng Liệu xứ sở này dân tộc này còn sống hay không với quan điểm phương thức quy hoạch như vậy? Trong một số nguồn tin nội bộ được dò dị thì người ta bất chợt phát hiện ra đô đốc Nguyễn Văn Hiến có liên quan đến Nguyễn Thành Phượng, con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng, người từng giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ đầy quyền lực. Theo các thông tin cho biết, trong lần xuất hiện vào ngày 22 tháng 6 năm 2019, ông Trọng đã cắt đứt mối quan hệ đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến vì vi phạm liên quan đến mượn khu đất quốc phòng. Tuy nhiên, nội tình những vi phạm này không được nói rõ. Theo báo VN Express, ông Hiến bị kỷ luật bằng hình thức cắt nhiều chức vụ trong Đảng, ủy viên đại biểu quân sự trung ương nhiệm kỳ 2005 đến 2010. Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quân chủng hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 với những vi phạm của ông Hiến được cân nhắc một cách chung chung. Tuy nhiên, tìm đọc các bản tin trước đây có thể sâu chuỗi các sai phạm của đô đốc Nguyễn Văn Hiến là vì chuyển nhượng các khu đất quốc phòng. Với tập đoàn bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Báo Người Việt hôm ngày 24 tháng 5 năm 2019 trích dẫn hai đoạn bản tin trên báo nhà nước nhà đầu tư trước đây nói rằng ngay sau khi hoàn tất việc thâu tóm khu đất dự án 3A 3B Tô Đức Thắng từ công ty Phương Nam thuộc Bộ Quốc phòng. Công ty cổ phần bất động sản Bản Việt từ đầu năm 2013 đã bắt đầu tiếp cận với lô đất 16.000 m2 tại 448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, Sài Gòn. Các khu đất kể trên được coi là đất vàng nằm trên các vị trí đắc địa ở trung tâm Sài Gòn thuộc quyền kiểm soát của quân chủng hải quân, cụ thể là tư lệnh Nguyễn Văn Hiến. Theo báo cáo, nhà đầu tư đích thân ông Hiến ký công văn bảo kê cho các hoạt động chuyển nhượng đều trên bất chấp trái với quy định của pháp luật. Và đối với các nhà quan sát chính trị ở Việt Nam thì việc cách chức đô đốc Nguyễn Văn Hiến không có giá trị chống tham nhũng mà mang đậm màu sắc đấu đá phe nhóm chính trị. Điều đặc biệt là phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng ở lại vẫn còn nhiều cho nên việc loại bỏ đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Vũ Nhôm hay một số phe cánh khác trong đó có Đinh La Thăng là một xu thế tất yếu. Thực tế các sai phạm đất quốc phòng diễn ra một cách công khai trên cả nước. Nếu ông Trọng thực tâm muốn biết lo thì đầy giấy củi tươi đang chờ sẵn ở miệng lo. Đương cử như sai phạm phải nói là rất nghiêm trọng về đất quốc phòng đang diễn ra một cách công khai tại sân gôn sân bay Tân Sơn Nhất. Phần lợi ích quân đội xây sân gôn tại đây uy hiếp toàn bộ và cản trở mở rộng sân bay, gây nạn tắc đường, bị dư luận kịch liệt chỉ trích nhưng vẫn công nhiên hoạt động. Ngoài ra còn những sai phạm trên đất quốc phòng tại sân bay nước mặn Đà Nẵng, Đồng Tâm, Hà Nội nhưng họ lại làm ngơ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hồi đầu tháng 4, công an đã bắt Phạm Nhật Vũ liên quan đến đại án mobile phone mùa AVG ở thương vụ chuyển nhượng thiệt hại cho nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Bà Phượng là chùm cuối, là người sắp đặt mọi chuyện trên. Hiện nay, ông Trọng cắt chức đô đốc Nguyễn Văn Hiến được xem là bước dọn đường cho việc thu hồi các khu đất quốc phòng trực tiếp đánh vào việc làm ăn của tập đoàn Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng là con cái ruột của cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đi xa hơn các quyết định này nhằm vào gia tộc của Nguyễn Tân Dũng khi Nguyễn Thành Phượng được ví như tay hòm chìa khóa giúp cho gia tộc này vươn lên các vị trí đỉnh cao. Đã từ lâu Nguyễn Thành Phượng cũng được xem là cơ sở kinh tài của gia tộc Nguyễn Tân Dũng. Cũng bởi vậy mà ông Trọng muốn đưa chiếc lò đến nhà thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Chắc chắn phải đi qua cửa ải của công chúa Nguyễn Thành Phượng. Điều đặc biệt nghiêm trọng hơn trong vụ án nêu trên, một số thông tin cho biết rằng việc bắt đô đốc Nguyễn Văn Hiến chính là bước đầu đưa ra xét xử để lấy toàn bộ những lời khai liên quan đến ông Nguyễn Tân Dũng. Nếu như ông đô đốc Nguyễn Văn Hiến khai nhận về quá trình làm việc nhờ sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, thì chắc chắn ông Nguyễn Tân Dũng sẽ không bị vô can mà sẽ bị triệu tập ra tòa, thậm chí bị điều tra và đi xa hơn là ngồi tù. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chắc chắn không hành sự trên những điều trên một mình và ít nhất là nhận được một số tiền cực lớn và chỉ ít là nhận được những khoản hậu thuẫn lớn đến từ các vị quan chức cao cấp trên con đường thăng quan tiến chức của mình. Trong bối cảnh như vậy, bất thần một số ý kiến chỉ trích dư luận hướng đến nhân vật Trần Bắc Hà, người được xem là tay hòm chìa khóa của ông Nguyễn Tân Dũng, dưới một người trên vạn người dưới thời của Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng đầy quyền lực. Trần Bắc Hà đã chết tức tuổi trong một nhà tạm giam quân đội nơi ông ta đang phải thụ án liên quan đến vấn đề bán cổ phần của ngân hàng BIDV. Rõ ràng thì việc Trần Bắc Hà chính là đầu mối quan trọng để che giấu đi các tùng tích đi xa hơn. Trong đó điều tra ra vai trò của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Nguyễn Tân Dũng đã tìm cách bịt đầu mối Trần Bắc Hà thì không có lý do gì không bịt đầu mối đồ đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến. Chắc chắn một mai khả năng đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị ám sát thủ tiêu bịt đầu mối là hoàn toàn có thể dễ hiểu trong bối cảnh hiện nay. Kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần và các phe phái đang hết sức cẩn trọng đối với từng đường đi nước bước của mình trong cơ cấu nhân sự. Chắc chắn việc xét xử của ông Đô Đức, Đốc Nguyễn Văn Hiến vào thời điểm này, người đối lò vị đại Nguyễn Phú Trọng đã có toàn tính giành lại quyền chiếm ưu thế của mình cho công cuộc tiếp theo trong việc xây dựng ghế hệ thống đàn em và toàn bộ những cơ cấu nhân sự mà ông ta đã chuẩn bị từ trước đó. Đây chỉ là một điểm trừ cho phe của Nguyễn Tấn Dũng và điều đó đang thúc giục ông Nguyễn Tấn Dũng thực hiện hành động mang tính liều lĩnh hơn. Sáng ngày 18 tháng 5, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân đã bắt đầu xét xử cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng với các bị cáo khác liên quan đến sai phạm đất đai tại khu đất vàng trên đường Tôn Đức Thắng, đường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, tư lệnh quân chủng Hải quân là người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội Việt Nam, bị xử lý kỷ luật đến thời điểm hiện nay. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự. Cùng ra tòa với ông Hiến có 4 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm Bùi Như Thiềm, cựu trưởng phòng kinh tế quân chủng Hải quân, Đoàn Mạnh Thảo, cựu trưởng phòng tài chính quân chủng Hải quân, Bùi Văn Nga, cựu giám đốc công ty Hải Thành và Trần Trọng Tuấn, cựu phó giám đốc công ty Hải Thành. Có 3 người khác bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Đinh Ngọc Hệ tức Út Trọc, cựu phó tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn, Phạm Văn Duyệt cựu tổng giám đốc tổng công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình và Vũ Thị Hoan cựu giám đốc công ty Yên Khánh. Hội đồng xét xử cho phép các ông Nguyễn Văn Hiến, Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga ngồi ghế khai báo vì lý do sức khỏe. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến liên quan sai phạm 3 khu đất vàng trên đường Tôn Đức Thắng, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các khu đất số 2, số 7, số 9, số 11, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các khu đất có nguồn gốc là đất quốc phòng thuộc quyền quản lý của quân chủng Hải quân. Khu đất số 2 ngày 13 tháng 1 năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp quyền sử dụng đất cho khu đất này cho công ty Hải Thành thuộc quân chủ Hải quân. Công ty Hải Thành ký hợp tác kinh doanh xây dựng khu cao ốc văn phòng với công ty Cảnh Hưng Ngày 30 tháng 8 năm 2006, hai bên ký hợp đồng liên doanh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh cảnh Hưng Hải Thành. Hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh cảnh Hưng Hải Thành đã xây dựng tòa nhà 27 tầng nổi, 4 tầng hầm, hoàn thiện 9 tầng cho thuê làm văn phòng và bán cổ phần cho một số đối tác. Khu đất 9 và 11 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp quyền sử dụng đất cho công ty Hải Thành ngày 13 tháng 1 năm 2013. Công ty trách nhiệm Hải Thành ký hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Anh, sau đó hai bên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thành đã xây dựng xong tòa nhà 34 tầng năm 2013, đang cho làm văn phòng Khu đất 7 và 9, công ty Hải Thành ký hợp đồng liên doanh làm kinh tế với công ty Yên Khánh. Cả hai công ty góp vốn thành lập công ty Yên Khánh Hải Thành ngày 18 tháng 9 năm 2019. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tạm giữ quyền sử dụng đất và hiện bàn giao khu đất 7 và 9 cho công ty Hải Thành quản lý. Như vậy, hai trong ba khu đất nói trên hiện không do Hải quân quản lý cơ quan hải quân quản lý và sử dụng. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh không làm thủ tục phát mại tài sản mua bán, chuyển nhượng, tặng cho cả ba khu đất nêu trên. Trong cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự Trung ương nêu, các doanh nghiệp có được quyền khai thác sử dụng như hiện nay xuất phát từ việc làm sai phạm pháp luật của bị can nguyên là cán bộ cơ quan hải quân và của công ty Hải Thành vì vậy cần thu hồi quyền sử dụng đất để giao cho Hải quân quản lý việc thu hồi đảm bảo lợi ích hợp pháp ổn định đời sống và phát triển kinh tế của các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện ba khu đất nêu trên cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến có sai phạm là đã không kiểm tra tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định của Bộ Quốc phòng của chính phủ và luật đất đai 2003. Ông Hiến cũng không kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra năng lực thực tế của công ty In Khánh, không kiểm tra việc góp vốn bằng giá trị ba khu đất cũng như không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi ủy quyền cho giám đốc công ty Hải Thành ký hợp đồng, ông Hiến đã không trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các cơ quan và công ty Hải Thành dẫn đến bị đối tác sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp, chuyển đổi loại thành doanh nghiệp, chuyển nhượng cho bên thứ ba. Ngoài ra ông Hiến cũng không nắm được quy định của pháp luật về việc phải nộp tiền sử dụng đất. Sai phạm của ông Hiến cũng như liên quan dẫn đến hậu quả quốc phòng mất quyền quản lý sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm gây thất thoát cho ngân hàng cho ngân sách nhà nước 939 tỷ đồng. Hiện tòa án quân sự quân chủng hải quân đang thụ lý vụ án về sai phạm ba khu đất này. Trong đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến được xác định tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điểm C khoản 3 điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015 có khung phạt từ 7 đến 12 năm tù. Trước khi ra tòa, ông Nguyễn Văn Hiến đã bị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Cộng sản Việt Nam thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, hội nghị Trung ương 12 ngày 14 tháng 5. Trước đó, ngày 3 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Cờ Lâm Vờ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ tư lệnh quân chủng hải quân. Trong vụ án này, cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã liệt kê những tình tiết giảm nhẹ mang tính định khung với các bị cáo. Trong số các bị cáo, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến là trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhất với các hình các tình tiết giảm nhẹ sau. Tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối lỗi, điểm S khoản 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Tình tiết người phạm tội là người có các thành tích xuất sắc trong công tác Điểm 5 khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự năm 2015 Cáo trạng cũng nêu rõ ông Nguyễn Văn Hiến trong quá trình công tác đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng quân đội và cho sự nghiệp bảo vệ biển đạo của Tổ quốc được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Anh trai ruột của ông Hiến là liệt sĩ khoản 2 điều 51 bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị áp dụng khoản 2 điều 51 bộ luật hình sự năm 2015 đối với các bị cáo sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh tật, trong đó có ông Nguyễn Văn Hiến. Trong diễn biến mới nhất chiều ngày 18 tháng 5 tại phiên tòa sơ thẩm do tòa án quân sự quân chủng hải quân mở, bị cáo Nguyễn Văn Hiến là người thứ sáu bị thẩm vấn mà tại đây vị cựu thứ trưởng đã thừa nhận có khuyết điểm. Bị cáo nói tôi đã xác nhận là tôi có khuyết điểm thực hiện các chức trách của mình thiếu sát sao quyết liệt Nếu sát sao quyết liệt hơn nữa thì không để ra những sai sót như vậy Một điều đáng lưu ý là trước khi nghỉ hưu vào năm 2016 Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến Ngày 23 tháng 12 năm 2015 đã ký công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bán chỉ định không qua đấu giá khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho công ty cổ phần bất động sản Riverside Park công ty con của công ty cổ phần bất động sản bản Việt, pháp nhân do vợ chồng Nguyễn Thành Phượng, thành viên hội đồng quản trị Việt Capital Bank nắm 84%. Bà Nguyễn Thành Phượng là con gái của cựu thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng. Công văn do Đó đốc Nguyễn Văn Hiến ký nêu rõ đơn vị chủ quản của công ty cổ phần bất động sản Rivalside Park là công ty cổ phần bất động sản bản Việt đã liên hệ làm việc với quân chủng hải quân từ tháng 4 năm 2013 đến nay Và luôn thể hiện quyết tâm mong muốn được triển khai dự án đầu tư trên khu đất 448B Nguyễn Tất Thành Theo trình tự quy định của pháp luật Việc bỏ ra công sức tài chính của công ty cổ phần bất động sản Bản Việt Cũng như công ty cổ phần bất động sản Rivalside Park Trong hơn 2 năm qua đã thể hiện quyết tâm mong muốn được thực hiện dự án tại khu đất 448B Nguyễn Tất Thành. Về việc này, Bộ Tài chính ngày 11 tháng 8 năm 2015 có công văn số 10964 trên BTC QNLCS gửi văn phòng chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc chuyển mục đích sử dụng 16.000 m2 đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh nếu phù hợp với quy hoạch của thành phố để thực hiện bán tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng quyền quyền, quyền kiểm soát và xây dựng trên đất. Tuy nhiên với đề xuất bán chỉ định cho nhà đầu tư công ty cổ phần bất động sản Riverside Park, Bộ Tài chính lưu ý việc bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Công văn do Thứ trưởng Bộ Tài chính lúc đó là Nguyễn Hữu Trí nêu rõ quan điểm. Công văn số 5781 ngày 4 tháng 7 năm 2015 bộ của Bộ Quốc phòng không nêu lý do và sự cần thiết bán chỉ định. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng báo cáo bổ sung sự cần thiết bán chỉ định cho nhà đầu tư có thể có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định của pháp luật về thực trạng khu đất 448B Nguyễn Tất Thành theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận 4. Lô đất 16.000 m2 nằm nhìn ra sông Sài Gòn vẫn là đất phục vụ cho mục đích quốc phòng. Trước thương vụ bất thành tại quận 4, nhóm nhà đầu tư bản Việt lại may mắn thâu tóm được 11.975 m đất quốc phòng có giá trị đặc biệt đắc địa tại 3A 3B Tôn Đức Thắng quận nhất. Từ đầu năm 2019 đến nay đã có hàng chục tướng tá quân đội và công an khác bị kỷ luật. Lý do vì để xảy ra những vi phạm trong công tác quản lý đất đai làm kinh tế. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên Cộng sản tuyên bố bỏ đảng cho rằng số tướng tá quân đội bị truy tố vẫn còn hơi ít. Thật ra tướng tá quân đội tham nhũng lợi dụng danh nghĩa, lợi dụng quân đội, chiếm đoạt tài sản nhân dân còn khá nhiều, chứ không phải chỉ mấy ông tướng đã lộ diện ra Giáo sư Nguyễn Đình Cống phản đối quân đội làm kinh tế vì nếu làm kinh tế những tướng tá sẽ bóc lột sức lao động của những binh lính, những người đi làm nhiệm vụ quân sự và cướp bóc tài sản của quốc gia. Giáo sư Nguyễn Đình Cống giải thích thêm việc quân đội nhân dân Việt Nam sau chiến thắng trở nên một quân đội kiêu dũng, một quân đội chiếm đoạt rất nhiều thứ, xong người ta lại bày ra chuyện quân đội làm kinh tế. Tôi có theo dõi các binh đoàn làm kinh tế cả bên xây dựng cũng như khai thác ở Tây Nguyên chẳng hạn. Những việc làm ấy đem lại những lợi ích rất to lớn cho một số tướng lĩnh, ngay cả chuyện người ta giao cho quân đội cả cái sân bay tần sân nhất. Xong họ lấy đất đai của sân bay làm sân gôn, rồi họ chia nhau ra cho các cấp tướng tá. Việc làm như vậy quả thật đem lại lợi ích to lớn cho hàng ngũ tướng tá. Một số trong đó lợi dụng để tham nhũng, thành ra những từ bản đỏ, Chuyện đó người ta biết lâu rồi, người ta đấu tranh rồi, nhưng gần đây mới có một số chuyện lộ ra, một số tướng tá bị truy tố. Tiến sĩ Nguyễn Quang A bày tỏ quan điểm việc quân đội làm kinh tế như sau. Tôi nghĩ phải chấm dứt ngay việc quân đội làm kinh tế. Quân đội là để bảo vệ đất nước, tham gia cứu nạn chẳng hạn như tham gia chống dịch phải đất Vũ Hán. Đó là nhiệm vụ chính chứ không phải là việc làm kinh tế. Cái này là ý kiến đã được tranh luận rất lâu rồi, và nhiều người trong lãnh đạo cũng đặt vấn đề như thế, chứ không riêng gì của dân. Nhưng vẫn có những thế lực muốn quân đội làm kinh tế. Tôi không nói đến chuyện sản xuất vũ khí, chuyện 100% quốc phòng, mình không kể đến ở đây, nhưng kinh doanh bất động sản hay viễn thông thì tôi nghĩ quân đội không nên làm một chút nào cả. Cái đó phải chuyển ngay ra khỏi bàn tay của quân đội. Cái đấy là ý kiến của tôi từ trước đến nay vẫn như vậy. Theo Thiếu tướng Lê Kế Lâm nguyên chuẩn đô đốc nguyên giám đốc học viện hải quân việt nam chức năng của quân đội là bảo vệ tổ quốc đất nước và nhiệm vụ đó là hết sức nặng nề hết sức lớn do đó cho nên hầu như quân đội của các nước đều tập trung vào quốc phòng là chính riêng ở việt nam bây giờ chuyển hóa cả một quá trình nên quá trình này ông nghĩ phải làm thật nghiêm túc và theo ông có lẽ đến một giai đoạn nào đó chuyện quân đội làm kinh tế cũng phải xem xét lại một cách nghiêm túc hơn Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi